Hello, chào mừng tất cả anh em đã đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ nâng con Lugia này lên 6 sao nha. Cách kiếm food của con Lugia này thì anh em lại tiếp tục test nhân phẩm bằng cách triệu hồi Mew. Anh em sẽ chọn cho mình cái hệ ở đây, nó sẽ may mắn ra được con Lugia ở trong cái này anh em này. Ra nó dễ hơn so với việc anh em triệu hồi thường ở bên kia. Đấy, mình một phát ăn luôn, ra đúng con Lugia mình cần. Thế là mình sẽ nâng cấp luôn, test thử cho anh em xem. Bây giờ sẽ đặt 5 con khác vào đây, cho con này vào đây. Đó, đã đủ rồi này. Nâng cấp tăng sao thành công. Sau khi nâng sao thành công thì nó lại mở ra một cái ô thiên phú anh em ạ. Thêm một lần công kỹ tỷ lệ sát thương hiệu ứng trừ 50%, sát thương vật lý cộng 5%, công cộng 500 điểm. Kỹ năng vật lý gây bạo kích có 40%, thêm một lần công thường. Rất là nhiều thứ xịn sò đây. Sát thương gây ra lớn hơn 30%, gây choáng, tỷ lệ bạo cộng 5, sát thương bạo cộng 10. Bản thân hồi 20% HP. Những cái cục bên dưới này nó đòi hỏi những cái khác anh em ạ, những cái viên ngọc khác. Ở đây mình chỉ có cái liên vật này thôi. Sau khi lên 6 sao con này nó mạnh chưa nha. 7,5 vạn. Mình cũng có một con nâng được 6 lên được 6 sao, đó chính là con DNC. Cũng nâng con này lên level cao cao một chút để cho nó support. Mình nghĩ con game này thì chúng ta nếu mà nuôi được ấy thì nên nuôi dồn cho một con đam chính và một con support thôi. Nếu mà em có điều kiện thì anh em nuôi được nhiều, nhưng còn không có điều kiện thì mình nghĩ chỉ nuôi một con đam chính, một con support. Một con support nó có khả năng hồi máu, còn con đam chính thì cho nên tăng luôn. Này và 99 100. Đam rất là cục. Đây, mình sẽ chơi theo phong cách nha. Một đam và một hồi máu. Có con rể quan gia để ngon này anh em này. Người con da này đam cũng khủng lắm. Bão kim cương. Rồi qua da là hệ cỏ à? Trong đây thì con rể ha quay ra thuộc hệ cỏ anh ạ. Đây,
chiến lược 345.000, bên này 358.000. Con này gây đam xuyên giáp, đam đơn vào mục tiêu. Tính ra con Luya này thuộc dạng semi tăng thôi nha. Gây đam đơn sát tiêu. Con này chắc PK thì ngon. Quét ải chắc cũng bình thường, tại vì nó chỉ có hiệu ứng trừ bạo kích của địch. Hệ nước có khi bị khắc nhiều, khắc hệ cỏ hệ điện, không biết cái sát thương vật lý của cái con game này nó tính kiểu gì, những cái hiệu ứng khắc chế. Con Uza này đam chính thì đánh lâu lắm, tại mình không có thì mình test cho anh em xem thôi, chứ nếu mà game ra mắt thì mình nghĩ anh em nên chọn con Charizard đam chính cũng được ấy. Tại vì trong cái túi đồ nó cho anh em chọn là đây có cái tự chọn này anh em này. Chọn một trong ba Pokemon sau, Charmander, Bulbasaur với Squirtle ấy, anh em chọn. Đây, ví dụ như con Charizard ở đây, kỹ năng của nó cũng được. Tôi mục tiêu công cao nhất cái câm lặng này. Theo đốt này thì lại bỏ kích 50%. Nếu mục tiêu bị thiêu đốt thì tỷ lệ bạo kích cộng 50%. Mục tiêu vai trò hỗ trợ sát thương cộng 20%. Đánh vào mục tiêu hỗ trợ sát thương được tăng lên đấy. Nhưng mà con này đánh đơn mục tiêu à? Thế thì cũng bình thường. Nên anh em có thể chọn sang con xem kiếm con khác đi. Con nào đánh đa mục tiêu thì ngon. Con này là bảo vệ đồng đội anh em ạ. Thế thì chắc là Bulbasaur rồi. Hai mục tiêu hàng trước thủ, cho một mục tiêu hàng trước giảm sát thương. Ôi, ba cái con này mình thấy về cái khả năng gây sát thương hơi kém. Toàn đánh đơn một mục tiêu thế này thì không ăn thua. Kiếm con nào đánh nhiều mục tiêu cơ mới mạnh. Và Soa Charizard này đi rồi. Không biết khi nó tiến hóa lên thì nó có thay đổi gì không. Cái này mình chưa rõ lắm. Lại test nha. Những con game khác mấy con này nó phải là chữ sói, nhưng mà con game này nó lại thế, nên chả biết được. Đấy, chúng ta phải đợi thôi. Đợi khi nào có thì chơi, còn không thì cứ test dần dần này thôi. Đánh lâu thật, để con này mình chuyển sức mạnh sang con này test cho anh em thấy đánh lâu lắm. Chứ bình thường để sang con Diandra này đánh cũng nhanh này, tại vì nó xây sát thương 3 mục tiêu ngẫu nhiên xâm thực, mục tiêu xâm thực mỗi lần sát thương công phép bị trừ sát thương này, đều bị mỗi lần nó sử dụng kỹ năng lại bị tăng sát thương này. Con điên ra này gây sát thương cũng cứ đấy, tăng sát thương 50% bị xâm thực mà. Thế nhưng con điên ra này khả năng gây sát thương diện rộng nó mạnh hơn so với con Luya này, nhưng mà ngon nhất chắc bây giờ là con Mewtwo. Mình chắc thấy Mewtwo là xịn nhất. Nhiều anh em bảo Mewtwo thì mình chưa được test, mình chưa biết. Này đánh lâu lắm. Con DNC này thì nó lại hồi máu. Đây, bộ kỹ năng chuyên về hồi máu.
Này thì team của mình rất là trâu chó, nhưng mà không có sát thương. Rất là nhiều hồi máu là còn tăng đam cho team. Mà hiện tại team mình chỉ có trước mắt mới build được có hai con này. Khá là buồn. Máy chế tạo. Foki. À, mình cũng có một con Foki này. Tiến hóa thành con gì? Grand Ninja. Con này tiến hóa lên Grand Ninja. Con này cũng ngon đấy nhỉ. Những con nào có 4 kỹ năng rồi còn hiệu ứng như này rất là đáng chơi này. Con Foki này mạnh này. Foki. Con này tiến hóa lên Grand Ninja. Tiến hóa bậc 1, bậc 2, bậc 3, siêu tiến hóa mới lên được cái cấp mạnh đáng để chơi. Grand Ninja. Mấy con chim băng này có mạnh không? Sát thương ngẫu nhiên người đóng băng. Toàn địch trừ 8% tốc công HP, sát thương một mục tiêu, vứt. Con Foki này mạnh hơn này. Con Kyogre này thì sao? Trông cái mặt trông đẹp thế. Công tốc, sát thương toàn mục tiêu, 30% mục tiêu giảm chính xác. HP bản thân, tỷ lệ bạo cộng cũng được đấy. Con này mạnh đấy, nhưng mà chắc chắn phút khó kiếm hơn. Con này phút dễ kiếm này. Suicune của chúng ta thì sao nhỉ? Hồi sinh một đồng đội. Nếu không có đồng đội bị hạ, hồi phục đồng đội HP thấp nhất. Công. Hai đồng đội công cao nhất. Cộng 15% công. Búp nguyên tố nước. Tăng sát thương. Support rồi. Support hồi máu. Tăng sát thương. Cũng mạnh đấy. Hai con này đánh lâu thật rồi, thua rồi này. Nên là thôi, mình test cho anh em xem qua thôi. Con này mình nghĩ cũng bình thường, không mạnh lắm. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye.